Bây giờ thì là hơn 14 giờ một chút. Đoàn bắt đầu rời nhà hàng Phương Cưu để đi vào tham quan đồng ngầm ngao. Đây đã là cái đoạn đường bê tông dẫn vào đồng ngầm ngao đây. Hoa đẹp đấy nhỉ. Ngày xưa là phải leo lên, bây giờ bắt đầu leo bộ xuống đi xa. Giờ để xe vào tận nơi, bãi xe to tướng. Đúng rồi, chính xác, đi bộ rất xa. Chuẩn bị đọc được chữ ngườm ngáo nhá. Ngườm ngáo vàng vàng rất lánh kìa. Nói chung vào đây thì nhớ đọc một câu thôi. Nhưng mà nếu mà đọc chạch là hơi phức tạp. Ra ngườm ngao vào ngườm lồm. Cái ngườm ngao này tí nữa mình ra đấy. Thế còn mình vào là cái ngườm lồm bên này coi. Ngườm lồm là tiếng Tày là hang gió. Lồm tức là gió. Như vậy là đoàn sẽ đi cái tuyến trải nghiệm mới Explorer New Adventure. Có quẹt thẻ đâu nhỉ? Đi okay. Làm gì đây? Đi cả nhà ơi, đi, ta vào đi. Mình đi tí quay ra mua. Tí nó quay ra mua thì. Ấy ngườm ngáo đấy, các cụ thấy. Ngày xưa ở nhà các cụ hay ấy là con ngáo nó ấy là chính là con này đấy, cái từ cái chữ này mà ra đấy, mà tiếng Tày ở đây ngao có nghĩa là con hùm, con hổ, con kiểu ấy, con đấy. Ngườm là hang động thì nói chung là à đây. Nhưng mà bây giờ cái chữ nó bỏ rồi, chữ nó bỏ rồi, nó đổi. À, xuất trình giấy tờ, mỗi người cầm một cái vé riêng đấy nhá. Ừ, cháu, thế bố khỏe không? À, khỏe. Về qua nhà chơi chứ. Mỗi người ừ, thỉnh thoảng vẫn gặp bố cháu hôm. Em ơi, cầm cái này à, mình phát từng người. Phát từng người, phát từng người, từng người để qua đi qua đây không ấy. Chú lần trước là cái hôm đấy là cháu bận nhỉ, hôm đấy quay phim ấy, cái lần trước hồi tháng cuối tháng 3. Ừ. Thế là không, chú nhìn thấy cháu nhưng mà cháu bận thì chú không, chú kệ cháu. Đây là bố cháu này là ngày xưa cùng đơn vị em à thế thì cháu này cháu Thúy. Rồi đây. Đây à, quản lý. Đây là gia đình các bạn của chú. Bắc Giang. Ừ. À, cái cháu này đọc từ trước rồi, cách đây 5 năm. Cách đây 5 năm mà chú nhớ đâu ạ. 5 năm đến bây giờ mặt vẫn vẫn chưa có vấn đề gì cả. Nó cao hơn à. Chú gì nhỉ? Cháu quên mất rồi. Chú 7 đây. À, chú 7 vâng. Ừ. Đấy, vào đây nhá, còn khám sức khỏe. Vào thay dép đi. Ôi, thực sự là đấy nhá, còn vào việc ngồi ghế cái rồi và để thay dép ấy cho nó vừa rồi là xong rồi đeo đèn vào
đeo đèn vào đầu đó. Đấy. Như vậy là được nhưng mà cứ an toàn là được. Chờ một tí đã nhá. Các cái nhà thám hiểm đã chuẩn bị sẵn sàng để bước vào gọi là động ngầm ngao. Đấy, đây này, xong rồi đứng hàng ngang ở đây để nhìn thấy. Bóng ơi. Đứng gần vào, cả nhà để sát nhau xíu nhé. Chụp ảnh ở đây thôi. Rồi đây ạ, cả nhà nhìn mình giúp em nhé. 1, 2, 3, tấm nữa. Đứng yên ạ. Thôi cả nhà nhá, bắt đầu ta vào cái này chính là ngườm lồm đấy. Ngày xưa nó có cái chữ ở đây này, nhưng bây giờ nó bỏ này. Bây giờ thì theo chân mọi người thì tôi cũng sẽ cùng vào cái cửa gió, hang gió, tức là cái cửa gió của động ngầm ngao. Và đây là cái tấm pano về quảng bá cái chào mừng trăm năm động ngầm ngao. Hôm nay thì mọi người bắt đầu là trải nghiệm cái tuyến du lịch mạo hiểm này. Ui giời, cực kỳ mát luôn, như tủ lạnh luôn. Cao Bằng với tổng chiều dài hơn 2 km. Thời gian đi của chúng ta sẽ là 1 tiếng đồng hồ. Động ở đây gồm có 3 cánh cửa. Cánh cửa đầu tiên, anh chị đi vào thấy là gió từ trong này hút lại khá là mạnh, nên người dân đã phân gọi lối cửa vào là hang gió. Theo tiếng Tây ở xung quanh đây sẽ gọi là ngầm ngầm hay là ngầm ngầm ấy, đúng không ạ? Và sẽ đi với cánh cửa thứ hai để trải nghiệm với cái gọi là cửa vào luôn. Đang có thể cả ở như là nhà điều hòa ấy nhỉ. Ngầm ngao chúng tôi theo được giới thiệu thì tiếng dân tộc Tày có nghĩa là ở đây, tiếng bản địa ở đây có nghĩa là hang cọp hay là hang hùm hay là hang hổ, tóm lại như thế. Và vào đây thì như thực tế chúng tôi thấy là mọi người sẽ được người dân sẽ kể nhiều các cái câu chuyện xung quanh cái tên gọi này. Và cũng bởi vì ngày xưa người ta tin rằng là có nhiều những cái con hổ dữ nó sinh sống ở trong hang động, và đấy là đồn thôi. Tuy nhiên ấy thì một số người đã cho rằng là người ta đặt cái tên hang động như thế để nó mô tả cái tiếng nước chảy ầm ầm hòa vào nhau giống như tiếng hổ gầm ở trong hang núi, cho nên gọi là ngườm ngao, có nghĩa là hang hổ vì vậy.
ở cái khu vực này là cái không gian nó rất là rộng lớn các bác nhá. Cái nóc bên trên này nó không cao lắm, nhưng mà cái không gian ở đây nó rất là rộng, và cái nóc nó còn lởm chởm, cho nên khi cái tiếng suối nó chảy hoặc là chúng tôi nói nó không có tiếng vọng đâu. Nó phải nói là cái về mặt cái âm thanh là rất là tốt đấy. Tuy là tiếng nó hơi có tiếng oang oang nhưng mà nó không có tiếng vọng như là kiểu như là một cái phòng trần rộng như cái nhà mới làm nó hay có tiếng vọng á. Nhưng mà đặc biệt ở đây thì vì cái trần nó lại xù xì cho nên là nó hấp thụ âm thanh tốt đấy. Ở đây thì qua video này thì có thể là nhìn được không rõ hoặc là cái tiếng nó cũng không được ấy lắm bởi vì nó tạp âm nhiều, nhưng mà trong hang này khi mà hướng dẫn viên giới thiệu thì chúng tôi nghe rất rõ đấy. Đấy là vâng, những cái hình thù kỳ bí ở trong này thì do chúng ta tưởng tượng ra mà thôi. Đó. Tự nhiên nó như vậy đấy. Đi. Chồng ai? Cho em sờ cái để gia đình bền chặt. Với cung đường đoàn này thì là chúng ta không quay trở lại nhé, mình sẽ đi tham quan với ra luôn, nhưng sẽ ở đường trải nghiệm là nhân mà ra sẽ có bông tay lên xuống thì ngay phía trước chúng ta là như vậy, chúng ta rất nổi tiếng ăn phía trong này thì những đá giỏi rất nhiều hơn và đường đi của chúng ta cũng khá là ẩm ướt. Thế với em thì là con người chúng ta sử dụng bánh bè đúng không ạ, dù không quá mạnh mà lâu ngày sẽ ảnh hưởng môi trường của đá và nhiều lại chúng ta thấy đây. Nơi nào các em nhất thế mà có những lớp cây và lớp tinh xỉ bắt đầu xuất hiện với cái tàn chúng ta thì ánh sáng càng mạnh thì sự đa lượng đó sẽ càng nhiều hơn đó. Dưới này chân của mình là phần đất của năm 2010 băng đà. Đường đi của chúng ta nhá khá bằng phẳng rồi, nhưng vì nước lở sẽ hơi trơn nên vui lòng thì đoàn chúng ta mình hết sức phải nói chuyện của em của đường nào. Còn trên trần động ở đây là thấp bằng phẳng như là những trần nhà hay sử dụng trên đây. Nơi nào đúng không ạ, anh chỉ để là nơi nào có khe hở nhá, hay là vết nứt hoặc để nước có thể đổ xuống thì lâu rồi mới có những sỏi mảnh đã xuất hiện. Còn đây là những trần nhà còn không nhiều nữa ha, bao quanh những trần nhà. Chúng tôi biết là cả cái hành trình tuyến mới này phải mất 2 giờ đồng hồ đó các bác nhá, không ít đâu, đi bộ ở trong này. Tất cả đều thiên nhiên, nó mặt từ nhũ đá hay là băng đá đều là do đá vôi. Nhưng đá vôi ở trong động này khác hơn, đó chính là trong mình, trong đá vôi ấy có thêm nhiều cái thành phần chất khác. Cái khác ở trong này nhiều nhất sẽ là sắt, cạnh, măng gan. Nên chúng ta phải nhìn thấy màu đen, màu cho, màu đỏ, màu nâu, màu hồng hay là vàng, màu đá. Để bằng nước thôi đúng không ạ, đây chúng ta cứ phản đẹp của mình nhé. Ở đây mà bị tôi chẳng thấy không biết lượt tôi lên rồi đúng không ạ, đây chúng ta rất là đẹp. Đúng là vào đây nghe giới thiệu thì mới biết nhiều điều. Nếu không có hướng dẫn viên thì có lẽ là chúng tôi có vào lâu đến mấy thì chẳng hiểu cái gì đâu. Này gãy mất mỏm đá thì đây. Có người bị tác động này nhỉ? Mà đây là làm đường đi, đây là đạp đi. Không phải là làm đường nó đập mà là nó bị đập trộm. Anh ơi, như cái này bọn nó chúng nó bẻ chúng nó làm bể cá luôn đấy nhỉ? Năm 1921 là người Pháp đã phát hiện ra hang động rồi, mà cho tới năm 1994 là người dân địa phương ở đây mới tự do là dẫn du khách vào trong này. Đến năm 1996 thì được sở và được sở văn hóa thể thao quản lý, nhưng mà năm 1998 công nhận đồng hồ cát ạ, tôi thắt eo ở giữa các bạn tạo nên hình dáng là đồng hồ cát ở đây. Đây là có bậc thang thường nhất gần chủ quen. Khu vực này thì là vì nằm với chảy ngầm, kết quả thật được là gần như phòng này nó chảy. Điều thấp nguồn, nhưng không được đồng 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 khoảng 3 km. Ra ngoài sẽ hòa mình với trong cơ sơ, hòa xuống à, như vậy là những cái giọt nước nó vẫn lách tách, nó nhỏ từ trên trần hang xuống chỗ này đấy. Và nó cứ nhỏ như vậy hàng trăm triệu năm nay. Các bạn đã thấy cái tiếng nước suối nó chảy ào ạt. Chỗ này là nó chảy rất mạnh, giống như có một cái con thác ở trong này các bác. Nó là một cảm xúc đấy.
trời nhiệt độ trong này thì chắc nó chỉ 18-20 độ đấy. Bên trên kia là một cái trần hang, ngọn đèn được chiếu ra, nó là âm thanh. Trong đoàn này cũng có một mấy đứa trẻ con nó đi ở một đoàn khác nó cùng đi vào, cho nên là cái tiếng trẻ con nó cũng nó lẫn vào đoàn của chúng tôi ấy. Tiếng thác đấy, thác nước chảy ào ào luôn, nước mát lạnh như là nước ở trong tủ lạnh luôn. Đây là những cái những cái hình thù kỳ quái ở ruộng bậc thang, gọi là ruộng tiên, ruộng tiên Diễm Ngọc, ruộng tiên. Và góc này chúng ta không cần xa đèn nhé, chỉ nhìn thôi chính là bóng hình ở trên tường này. Đấy, những cái hình thù này mà không được giới thiệu thì chúng tôi cũng không nhận được ra nó. Cái này là cả một cái quá trình khám phá và liên tưởng rất là sâu sắc. Đúng là nếu không có người dẫn đường, không có hướng dẫn viên giới thiệu thì chúng tôi cũng chả hiểu gì thật những cái điều kỳ diệu ở trong này. Có một dòng sông ngầm các bác nhá, dòng sông ngầm ở trong đồng Ngọc Ngao này chảy rất là mạnh. Đây. Thực tế thì hôm nay chúng tôi vào đồng Ngọc Ngao, dịp này nó là dịp rằm tháng 7 cho nên nó là mùa mưa. Đấy, mùa mưa thì nó lại có một cái sắc thái khác với những lần trước chúng tôi đã đến, từng đến đây vào mùa khô. Và mùa nước thì bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 9, mà bây giờ thì chúng tôi hôm nay đã là đang trong mùa nước đây. Lúc này như các bạn thấy đấy, trong động thì có rất nhiều dòng nước chảy, và thậm chí là nước nó chảy ầm ầm át cả tiếng chúng tôi nói, cho nên là phải nói rất là to thì mới có thể nghe tiếng được. Và cái tuyến mới này thì họ rất ít bố trí ánh sáng nhân tạo, ánh sáng điện, cho nên là mỗi du khách đều là phải trang bị đèn đeo ở đèn pin đấy, đeo ở trên trán và kèm theo một cái bộ áo phản quang để dễ nhận ra nhau, không thì bị lạc. Thế mà cũng phải đi giày hoặc là đi dép mà có thể chắc chắn, thậm chí là sẵn sàng lội nước ở trong cái tuyến mới này. Và thực tế thì là cái dòng thác ở trong này nó chảy rất là mạnh các bạn, nó ầm ầm. Đây đi xuống như đầu một con rồng, dâng trâu. Cái sự lấp lánh kim loại đó là dạng thạch anh ạ. Nhưng mà cái lượng thạch anh này cũng rất là nhỏ đúng không ạ? Nó chỉ mang tính chất là trang trí thôi, chứ không đủ giá trị khai thác được kinh tế. Trên nền đá nó đi xuống như một thác nước, nên du lịch gọi là thác bạc đấy. Lấp lánh trên nền đá trắng như vậy. Nhiều khi chúng ta nghĩ là màu trắng là màu xuất hiện, nhưng mà không phải nhé, phải quá trình hình thành của nó là giống nhau. Chỉ là trong thành phần đá vôi có chất gì thì cái màu đá sẽ được nổi bật lên thôi. Trong này nhiều nhất sẽ là mangan, đó là quặng hết đúng không ạ? Nhưng mà cái phần đó không đủ giá trị khai thác thôi, nên là cái màu đen nhá. Đấy, rất là hay nhỉ. Ở đây cũng như vậy là có một cái đèn, và do có ánh sáng cho nên là khi mà gặp nhiệt độ và giống cây thì các cái cây dương xỉ, các cái cây này là nó bắt đầu mọc rất là hay. Đây. Nếu mà tắt ánh sáng đi thì đương nhiên là nó sẽ chết. Đúng là không có ánh sáng mặt trời thì không có sự sống các bác nha. Thực sự nó là như thế đấy. Ánh đèn thì thay ánh sáng mặt trời là thác bản dốc khu nhỏ gọi là muôn hình vụ thù kỳ bí các bạn. Và từ đó chúng ta sẽ rẽ vào bắt đầu đi hành trình chuyến trải nghiệm là một chân này. Nhưng khu trung tâm chúng ta không nên bỏ qua tấm ảnh ạ, mà không gian rất đẹp và thanh hương luôn. Thế nào của mình nhá, mình giúp em một đoạn này. Cái này cúi rất sát để không nó cộc vào đầu. Ai cao thì rất là vất vả. Bác Tiến cao là hơi vất vả chỗ này nhá. Chỗ ngoài thưa các bạn, theo các trang tin thông tin thì động Ngườm Ngao được
coi như là một kiệt tác thiên nhiên ban tặng cho vùng đất Cao Bằng. Nó luôn hấp dẫn đông đảo du khách trong và ngoài nước. Ở đây thì ta thấy vị trí động Ngườm Ngao ở tỉnh Cao Bằng này thì là nó ẩn mình trong cái ngọn núi hùng vĩ tại bản Gun của xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh. Và Ngườm Ngao thì cách thác Bản Dốc chừng 3 km. Hang động này thì có lịch sử hình thành cách đây khoảng 300 triệu năm bởi sự phát hiện và đưa vào khai thác du lịch chưa lâu, cho nên Ngườm Ngao cho tới nay vẫn giữ trọn nét đẹp hoang sơ vốn có. Mà hôm nay đoàn chúng tôi đi theo cái tuyến mới này thì cũng vừa mới được khai thác cách đây chưa được một năm. Trước đây thì theo cái tuyến cũ nó cũng đơn giản ngắn thôi, và đương nhiên phí của nó chỉ 45.000, nhưng theo tuyến mới mà hôm nay chúng tôi có dịp trải nghiệm này thì giá tới 195.000, có nghĩa là gần gấp 4 lần cái giá dịch vụ mà đi theo cái tuyến truyền thống thông thường như trước đây. Đấy, như vậy là cái trần rất là đẹp các bác nhé, vì không có ánh sáng màu cho nên nó trông thế này thôi, chứ nếu có ánh sáng màu chiếu vào thì nó rất là đẹp đấy. Tuy là cái trần ở vùng này nó rộng, không cao lắm, nhưng mà đây là đứng vị trí chúng tôi đứng đã khá là cao rồi đây. Đấy, chỗ này mà mọi người tranh thủ chụp một vài cái bức ảnh. Chỗ này là như là một cái sảnh rộng nhà hát ấy, đứng ở phía sau con kiểu như sân khấu ấy các bạn. À, đúng là đội hình những nhà thám hiểm đến từ Bắc Giang. À, những bức ảnh đẹp đã chờ ghi lại. Đây là cái biển tuyến du lịch trải nghiệm. Bây giờ chúng tôi tiếp tục theo chân của cái cô dẫn đường này để đi tiếp cái chặng này. Khá tối, rất nguy hiểm, rất là mạo hiểm. Chỗ này thì có cái đường, chỗ này có cái đường băng dẫn đường, có cái vạch trắng đỏ này cũng nhưng mà cũng phải hết sức chú ý các bạn, bởi vì khá là mạo hiểm, khá là mạo hiểm đấy các bạn. Đi cẩn thận nha, cứ đi từ từ chắc ăn. Cố chạy vào đá các bạn nhé. Thực sự nếu mà không có cái không khí mát thế này thì đúng vã mồ hôi các bạn, không đùa đâu. Có những chỗ chân bước chân run đầy bẩy, cái đầu gối nó run run mỏi. Thực sự là cũng là cái tuyến mới thật. Nó không giống như những cái hang động khác. Nếu không đi thế thì em mới là không tiêu được cơm đâu. Mới giải quyết được những cái đồ trên xe. Tôi cũng đã vào động Ngườm Ngao này khá nhiều lần rồi, và hồi đầu năm nay thì cũng vào cái tuyến mới này. Tuy nhiên thì là cái lần đấy thì là chỉ có mấy anh em vào thôi chứ không được đoàn đông thế này. Cho nên là cái cảm xúc nó cũng khác đấy các bạn. Và cái cô hướng dẫn thì cũng là cái người khác, cho nên là mỗi đợt đi mỗi nó có mỗi một cái thời tiết, có mỗi một khung cảnh, rồi mỗi một cái đoàn, một cái khác nhau, cho nên nó cũng khác đấy các bạn. Nó có dưỡng đường ra. Không phải là hoàn toàn như lối cũ đâu quá, cho nên là nó cảm xúc nó khác đấy. Chứ nhiều người cứ nói vào rồi nhưng mà không hình dung được đâu. Ai già. Lên được không? Ai già. Thế còn hành trình mà theo lối cũ thì tôi vào đây đến có dễ đến hàng chục lần rồi. Theo cái lối cũ mà cái tuyến truyền thống đấy. Nói về cái cách đi đến động Ngườm Ngao này thì chúng tôi đã từ thác Bản Dốc đi ngược lên phía trên khoảng 3 km thì bắt đầu là vào đến khu vực động Ngườm Ngao. Tuy có phải đi qua một vài cái đoạn quanh co thế nhưng mà bây giờ thì cũng đã rất là thuận tiện và ô tô có thể vào tận bãi đậu trước cửa của Ngườm Ngao. Như thế là trong cái không khí ở trong này thì rất là thoáng đãng và thậm chí là hơi mát mát xe lạnh như lúc đầu tôi nói. Tức là vào đây nó giống như là vào cái không khí của tủ lạnh, cho nên dân chúng ngày xưa đặt cái tên cái lối vào này là Ngườm Lồm, có nghĩa là hang gió thì cũng rất là hợp lý, nó phản ánh cái thực tế ở đây. Theo chúng tôi được giới thiệu thì chiều dài của động lên tới 2.144 mét và
nó có 3 cửa chính lần lượt đi vào. Thế và cửa thứ nhất thì là chúng tôi đã vừa vào ban nãy, lối vào ban nãy đấy, nó gọi là ngườm lồm, tức là cửa gió quanh năm mát lạnh và ẩn mình ở nó dưới thấp. Thế còn lát nữa thì ở trên kia thì chúng tôi sẽ ra bằng cái cửa ngườm ngao. Chỗ này nó cao và cách chân núi thì chừng vài trăm bậc thang. Và có một cái cửa nữa, khi mà kết thúc cái tuyến này chúng tôi sẽ nhìn lát nữa ở phía kia thôi, là cái cửa Bản Thuôn. Cái cửa đấy thì dân chúng thì có thể đi lại, nhưng mà hiện tại thì người ta có một cái cửa sắt thì để tránh những cái người vào tự do rồi gây ra những cái mất vệ sinh hay là gì đấy ở trong cái khu vực miền Nam này. Nó là cái cửa Bản Thuôn, nó kè, nó lối ra luôn cái một cái bản gọi là Bản Thuôn của người dân tộc Tày ở cái xã Đàm Thủy này. Chỗ này lại vượt qua suối các bác nhá. Chỗ này là cái đoàn mà có một cái mảng ở cái lòng suối này đây. Nhưng mà chúng tôi một số đi mảng, một số sẽ men theo cái lối đi ở bên vách đá ở bên cạnh như này. Thế này đúng nếu không có đèn thì cực kỳ là nguy hiểm, bởi vì không biết đằng nào mà nhìn tối như mực luôn các bác. Nhớ nhá, chỉ có là chụp ảnh may mắn nhưng mà vui lòng mà tắt đèn nhá. Anh có thể ra sau này nè. Đi cực kỳ hiểm trở các bác nhá. Rất là hiểm trở. Một số người trong chúng tôi là đứng trên cái mảng, sau đó thì chống để đi vào phía trong. Đúng là thám hiểm các bạn. Thực sự nó là mạo hiểm đấy, chứ không đơn giản đâu. Run chân run tay luôn. May mà thời tiết ở trong này nó mát mẻ, rất là mát các bạn. Chứ nếu không thì căng. Tiếng nước chảy vẫn ào ào ở cái suối ngầm này các bác. Ai đã vào đây thì nó có cái cảm xúc của cái khung cảnh ở đây rất là khác lạ. Ngườm ngao thì đầy người vào rồi, nhưng mà cái tuyến mới này không phải là ai cũng bỏ tiền ra 195.000 để dành thời gian 2 tiếng đâu. Thật là đúng là động ngườm ngao kỳ bí các bạn. Vâng. Đấy, như vậy là lại là những cái hình thù rất là kỳ quặc kỳ bí mà hướng dẫn viên họ nói ra thì chúng tôi mới dễ hình dung. 119 cánh sen cao 12m và rộng 50m và vòng đó thì phần này. Đó. Ở trong đây và trèo đèo lội suối đi nhá, các cụ nhá. Đèo đèo lội suối đấy. Cùng lắm là ngã ra đấy. Nào, đi cái xem nào. Đấy. Đây đi bình thường. Đây. Để xoay được các cụ của một cách rõ nét hơn. Ôi rồi. Tí trôi chân. Được rồi. Thôi rồi ạ. Khối đá cho nó bước nào bà chúng ta có xem nào. Bà thấy chân khối đá nó còn con gần nó mở nhá. Ui, nó vàng rực cái kìa nhỉ. Nó đỏ rực kìa. Con hổ. Đấy nhá, đấy. Không, đừng soi. Đừng soi thì mình thấy ủi rõ tối. Đấy, để tối nó mới đẹp. Con hổ. Con hổ trâu đây đúng không ạ? Ừ. Thế còn cái khối kia là khối. Ví dụ thôi. Đấy, các chị chụp ảnh nhé, chụp ảnh nhé. Chụp ảnh nhé. Xuống đây để mình lên trên này. Con nó nhanh. Gọi là trải nghiệm là chính rồi. Nào, các cụ đi đi, nhả neo, nhổ neo. Anh chị ơi, từ từ nhé, để em bỏ cái dây nhé. Quên không mặc áo phao à? Đây là con suối mà bè có thể di chuyển được một đoạn sang bên này. Bây giờ thì tôi sẽ đi theo cái đường cầu thang bằng tre như này cho nó tiện, cho nó nhanh.
Như vậy là tôi đi trước sang bên này để dùng máy quay ghi lại các cái hình ảnh của cái mảng anh em di chuyển ở phía bên kia. Phải nói là cũng đấy, các bạn thấy ở trong động này mà lại có một cái suối ngầm có thể đi được bè mảng ở trong này. Nếu mà làm sao thì ngồi xuống là đỡ đấy. Thực sự là cũng rất là nguy hiểm đấy. Nhưng mà đơn giản nó lỡ nó trượt chân hay là nó lật mảng ở đây thì nó sẽ rất là nhếch nhác. Tất nhiên thì ở đây nó cái suối đoạn này nó không phải là sâu lắm, tôi nghĩ là như thế. Thế nhưng mà lỡ nó có lật xuống thì cũng rất là nguy hiểm. Một con suối ngầm các bạn. Rồi bây giờ đã chuẩn bị cập bến rồi. Sắp sửa tới bên này rồi. Thuận buồm xuôi gió nhá. Khi đi nhớ viết thư gửi ảnh về nhá. Đùa vui. Sang bên hải ngoại thì nhớ đánh dây thép về. Ôi giời ơi. Con tàu phi hành đoàn gồm 6 người, trong đó có một cơ trưởng. Và bây giờ thì là tôi lại đón cái mảng của đoàn 2, 4, 6, 8, 9. Ui rồi. Một cái mảng có 9 cái ống nổi. Thực sự là đi mảng ở trong cái động ngầm, cái con dòng sông ngầm trong này thì nó chỉ là tượng trưng thôi các bạn. Một đoàn không xa lắm, nhưng mà nó để trải nghiệm là chính thôi. Đấy, như vậy là 6 người trên một cái con mảng mà được ghép bởi 9 cái ống. Từ từ để neo đã. Cứ từ từ là cầm cái dây để neo đi, ai cầm giúp cái dây để neo. Kéo choái chân ra. Cái nước này nó ở đâu mà nó chảy ra. Khá là gian nan mạo hiểm. Không phải không đua đâu. Thì đúng là thám hiểm. Trải nghiệm những cái cảm xúc hồi hộp, nguy hiểm, rồi ghê chân, ghê tay. Thực sự là mỗi những cái giây phút được trải nghiệm ở trong cái tuyến mới động ngầm ngao này thì cũng rất là quý giá, cho nên là chúng tôi cũng thấy là rồi ok. Chúng tôi cũng thấy rằng là những cái giây phút này là đáng lưu giữ để làm kỷ niệm các bạn. Nếu các bác nào xem lại cái video này thấy có thể hơi dài nhưng không sao, tôi nghĩ là những cái giây phút kỷ niệm rất quý. Đấy, rất là cảm xúc nha, lội bì bõm trong cái tiếng suối nước chảy y ào của động ngầm ngao. Ai giời. Bảy cũng chưa đi tuyến này lần nào đúng không? Đi rồi. À, đi rồi à? Tí nữa còn nhìn thấy một cái thứ linh vật nữa cơ. Nhưng mà phải từ từ. Để nói trước là không hay. Vừa tháng 4 vừa rồi. Mới đi nói gì? Vừa tháng 4. Vâng, như vậy là đấy, những cái trải nghiệm này cũng thật là hiếm có. Khi mà chúng tôi đã trải qua khoảng 300 km, hơn 300 km từ thành phố Bắc Giang mới có thể tới được cái địa điểm lung linh kỳ bí như là động ngầm ngao hôm nay. Thưa các bạn, rất là tuyệt vời. Đây là ở trong lòng núi, trong động cũng có thác các cụ nhá. Muốn đi thác thì ơi. Đấy, một cái con suối ngầm ở trong lòng núi chảy khá là mạnh. Thực sự đó là con thác đấy các bạn. À, luôn. Một con thác lớn luôn đấy. Thác chảy âm luôn. Thác theo đúng nghĩa của nó. Còn những bước chân vẫn đi qua. Thác dữ dội luôn. Thật sự là trải nghiệm hiếm có. Bao ngầm ngao ở trong cái mùa mưa mới có cái con thác chảy lớn như thế này các bác nhá. Rất là cảm xúc luôn đấy. Nên là tôi nói là những cái giây phút mà được ghi lại ở trực tiếp ở trong cái tuyến mới của động ngầm ngao này thì rất là quý giá, cho nên là chúng tôi cũng muốn là lưu giữ lại toàn bộ những cái gì mà chúng tôi đã ghi nhận được, mặc dầu nó phản ánh cũng chưa được xác thực lắm cái cảm xúc của đoàn khi mà vào đây đâu. Con đi trước đi, thành đi trước đi. Có rất nhiều những thứ mà không ghi lại được, bởi vì nói đến nó cảm xúc thì có thể mô tả
chỉ có thể mô tả lại bằng hình ảnh hoặc là bằng lời, nhưng mà nó cũng không thể hết được những cái sự rung động rồi cái tầm gọi là chiều sâu của nó đâu. À, con đường này dài đấy nhỉ. Phải nói là đấy, với một cái phí 195.000 bạn thử tính xem. Thế là ướt quần. Không phải ai cũng có dịp trải nghiệm thế này đâu các bác nhá. Với 2 tiếng đồng hồ ở trong lòng núi như thế này. Thế là ướt quần rồi các bác nhá. Chính thức là ướt quần rồi. Nhà sắn không kịp. Tuyệt vời luôn. Quá tuyệt vời. Như vậy là hôm nay vợ chồng anh Tiến này, thế rồi là vợ chồng nhà Lục Lan này, vợ chồng nhà Lan Phương, rồi là nhà Nghi Thúy, rồi là tất cả các anh chị em, rồi các cháu tham gia trong cái đoàn này thực sự là đã được một cái trải nghiệm khá là thú vị và lạ lẫm. Ướt quần này các bác nhá. Đây này, ướt quần này. Đấy, ướt hết quần rồi. Và đây là lại một cái hình khối tuyệt vời luôn. Quá là tuyệt vời. Mũ con đại bàng đây. Đại bàng nha, mắt con đại bàng đây. Thực sự là tôi cũng đã từng đi cái tuyến mới này hồi tháng 3, tháng 4 năm nay. Cách đây mấy tháng nhưng cũng thấy là tuyệt vời đấy các bạn. Đây là những cái trải nghiệm không dễ gì đã có được, là bởi vì là cái cảm xúc mỗi cái giai đoạn, mỗi một cái thời kỳ khác nhau, rồi cái sự xoay vần của trái đất, mưa nắng của thiên nhiên, thế rồi là cái tâm lý của chúng ta, hoặc là các cái nhóm bạn, các cái nhóm anh em gia đình, hoặc là chúng tôi hay thực hiện các cái chuyến đi cùng đồng đội. Nhưng mà đấy, chúng ta phải tạo ra những cái tình huống như thế này thì nó mới có được những cái cảm xúc thăng hoa vào cuộc sống của chúng ta, là chúng ta cũng phải cố gắng là tạo ra những cái gì đấy nó thuộc về những cái tính tích cực lành mạnh. Và đây là một cái danh lam thắng cảnh của đất nước Việt Nam tuyệt vời như thế này, mà tại sao lại không dành thời gian, dành một chút tiền bạc, thế rồi dành một chút tình cảm để hưởng thụ nó với một cái cảnh đẹp như thế này. Bây giờ thì đây là cái hình ảnh của cái thứ mà chúng ta gọi là linh vật ấy, và tôi cũng không dám nói gì thêm về những hình ảnh như này. Cháu sẽ nghĩ là các cô cũng được đám rồi, nhưng mà tin chất này chỉ là một cây, nhưng mà đội nhất ở trong đội mà cao là hợp tập có chú ạ. Các cô chú bên dưới tập trung lên phía bên trên này. Ở phía trước các đoàn cô chú đây là hình ảnh cặp linh vật ạ. Cặp linh vật trời lên trên bên đầu dưới cắt trắng, song song và đối xứng nhau. Có ý nghĩa về sức sống của loài người từ xa xưa đến nay cô chú ạ. Ở điểm này cô chú vui lòng không xa tay vào, lấy nước ở phần bên dưới đây tưới lên để cầu mong cho đời sống bình an và hạnh phúc ạ. Còn ai muốn cầu xin con trai con gái sẽ chạm nhẹ vào phía bên cạnh này ạ. Ở phía bên tay phải sẽ là cầu con trai, phía bên tay trái sẽ là cầu con gái ạ. Khi mà cô chú tưới nước vui lòng tưới hai bên, không lại bên thấp bên cao nha, không mất cân bằng ạ. Rồi cháu mời các cô chú tới nước ạ. Ai muốn đi không? Không. Cái này sống này. Ôi giời ơi. Không được xả bên trên. Không được xả bên trên. Thôi rồi. Chỉ có những ai trực tiếp tới đây thì sẽ cảm nhận một cách sâu sắc hơn về cái vẻ đẹp mà thiên nhiên đã ban tặng cho Cao Bằng, cũng như là ban tặng cho tất cả những cái người Việt Nam chúng ta có thể tự hào về đất nước của mình. Anh Tiến ơi. Đấy, bác Tiến. Bác Tiến lần đầu tiên tới đây cho nên là cũng khá là cảm xúc đấy bác Tiến. Anh thấy thế nào? Cái kia. Kia. Đang hỏi anh Tiến về cái linh vật, anh cảm xúc thế nào về cái linh vật ở động Ngầm Ngao ấy. Một cặp luôn, một cặp đôi luôn. Lại là những cái hình thù đây, những cái khung cảnh ở trong này quá là tuyệt vời luôn các bác.
ai đến thì sẽ cảm nhận. Suối vẫn chảy không ạ? Vẫn chảy, vẫn là chảy ầm ầm, không phải là róc rách nữa mà là chảy khá mạnh. Bây giờ thì vẫn là tiếp tục men theo cái lòng suối, nó không sâu lắm nhưng mà cũng đủ để cho chúng ta di chuyển, không được nhanh đâu, phải đi dò dẫm từng bước đấy. Đúng là có hệ thống đèn và cái áo phản quang này thì di chuyển sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều. Và cái những người hướng dẫn viên trong này thì họ cũng thông thạo đường, cho nên là cái chuyện đấy đối với các anh chị em trong này thì không vấn đề gì, nhưng với chúng tôi thì là cũng không có dẫn đường là nguy hiểm đấy. Nó bảo nên đi giày là đúng thôi. Bây giờ thì là lên một cái bãi cạn này quá, lại tham quan là tiếp những cái khung cảnh ở đây. Thế mới là mình khôn à. Chỗ này nghe nói tập trung rất là nhiều rơi, và như thế có nghĩa là cũng sắp thông ra một cái cửa hang mới rồi đấy các bạn. Sẽ gần đâu đây sẽ là một cái cửa hang ra bên ngoài. Rơi này các bạn nhá. Rồi, 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 rồi. Hình như là sắp tới cái cửa hang Bản Thuôn các bạn. Bây giờ thì đây là một cái cửa hang ở phía khác của quả núi các bạn. Sau khi tham quan động Ngườm Ngao ở cái tuyến du lịch trải nghiệm thì tới giờ phút này, sau khoảng hơn một tiếng thì mọi người đã bắt đầu tiến tới cái khu vực ánh sáng tự nhiên, có nghĩa là có một cái cửa hầm. À, đây là nhìn thấy cây rừng đây rồi. Rồi, tắt đèn đi được rồi, cho nó đẹp. Một cái không gian rất là lọ to lớn các bạn ạ, với những cái bậc lên xuống và có những cái chỗ thì đấy, nó giống như là sáng. Một cái nó giống như là một cái quảng trường hay là một cái không gian có cái vòm trần rất là lớn. Tắt đèn được rồi. Có cần phải. Đấy, đứng nhìn ra đây, cứ đứng đấy nhìn ra đây. Đứng đấy, đứng tại đấy. Phải nhìn lên thì ánh sáng nó về mặt vào mặt chứ. Nào quay mặt này anh phải nào. Mọi người đứng vào đi. Kiểu này mình cũng ngồi mấy người đi. Tối lắm, tối. Không tối luôn á, chị cứ ngồi vào đi ạ. Như là có đỡ dàn chiều nay cho gia đình ạ. Tưởng là có khi cần phải treo lên cái chỗ kia đúng không? Thôi. Lại còn cho ông đi, bèo ở trên cây ấy chụp. Thử lên xem thế nào, thử lên xem. Nào cả nhà cho một tràng vỗ tay nào. Rồi. Bây giờ thì cả nhà bắt đầu xuống phía dưới để tiến ra phía ngoài theo một cái lối có vẻ như là nhanh hơn. Tất nhiên vẫn là ra cái cửa bên cao mà nó có cái chữ động Ngườm Ngao ấy. Có cái chữ Ngườm Ngao ấy, băng đi. Đi trên cao ấy. Ôi, lằng nhằng lắm, đi này nhưng mà chả biết hướng thế nào đâu. Cái này là nó ra một cái bản khác cách độ cây số. À đấy, cửa đấy nhưng mà họ không mở. Đằng đấy là hướng nó có cái cửa sắt ra cái bản khác. Đây,
Bây giờ là nhìn lại cái cửa sổ trời ban nãy. Mà chỗ này thì vẫn có một cái con suối ngầm nó chảy qua đây. Nó chảy xuống hướng này. Có nghĩa là cái suối này nó rất là dốc và nó loang ngoằng ở trong này. Không biết đường nào một lần nữa. Nó phải có bản đồ đúng không? Phải bản đồ 3D ấy. Thì... không biết bao nhiêu lần lội suối. Vẫn một con suối này nhưng mà ta cứ đi qua đi lại trên nó rất nhiều lần. Phải nói là cái chặng đường trở ra cũng không kém phần gian nan các bạn ạ. Cũng phải trở lại theo các cái cung đường như thế. Mà khi mà đôi chân đã mỏi, đầu gối đã chùn, sức khỏe thì đã giảm sút khá nhiều. Bây giờ đi bên trên hay bên dưới? Có những chỗ mà nhìn nó na ná nhau, thành ra rất khó quyết định. Ôi giời. Ấy, thỉnh thoảng nó mới có đèn le lói tí. Vâng, kia đến kia mới đến bông sen úp ngược. Rồi. Ôi. Đó rồi, đó rồi. Ngày càng tới gần thắng lợi. Và kia là ánh sáng lập lòe của đoàn quân sau khi đã chinh phục cái tuyến du lịch trải nghiệm đồng ngườm ngao tuyến mới. Bây giờ là đang trở ra đến cái tuyến mà tuyến trung. Và từ đây nó giống như có một cái quảng trường rực rỡ để sẽ thoát ra bên ngoài bằng cái lối trên cao của động ngườm ngao. Gần đến thắng lợi rồi. A Phủ ơi, về thôi. Vậy là gần đến thắng lợi rồi các bạn nhá. Đấy, bây giờ là đến đây là có thể tắt đèn đi được rồi, đi cho nó thoải mái. À, bây giờ là theo cái bậc thang gỗ này ra thôi. Nhưng mà trên đường ra là vẫn có nhiều chỗ hay lắm. Bây giờ làm thang gỗ không cho đi lên ấy nữa nhỉ, không đi trực tiếp lên để bảo vệ. Ok. Đúng rồi. Thế cho nên du lịch này mới phải thu phí để còn bảo trì, còn tôn tạo. Ui, đường sướng chưa? Đấy. Đấy, những cái chỗ nghỉ này là để ấy đấy. Đây, chụp ảnh đằng sau nó có cây măng này này. Như bạn ấy chúng tôi được giới thiệu thì một trong những điểm nhấn đặc biệt của động ngườm ngao Cao Bằng đấy là các cái nhũ đá ở đấy nó lại có các cái màu khác nhau. Và cái cơ bản là nhũ đá được tạo thành bởi cái đá vôi được hòa tan và sau đó đọng lại. Thế nhưng mà trong cái đá vôi hòa tan này nó có cái tạp chất khác nhau, ví dụ như là sắt coban hay là gì đấy, thì là nó tạo thành những màu lấp lánh, màu vàng hay màu óng ánh, màu đỏ vân vân. Thế thì đây chính là cái lý do tại sao mà những cái nhũ đá này nó lại có những cái màu lấp lánh khác nhau. Tuy có vui vẻ nhưng có phần hơi thất thểu một tí. Phong cảnh quá là tuyệt vời. Có một cái thứ tiếng vang rất là đặc trưng của cái động vòm. Nhưng mà cái động vòm này nó lại có cái xù xì cho nên nó không vang kiểu choang choang như là
phòng rộng mà nó lại vang rất là hay. Nhờ có diện tích rộng lớn mà động Ngườm Ngao thì lại được chia thành nhiều khu vực, như là khu tứ trụ thì ban nãy chúng tôi đi qua có 4 cột đá dựng thành vách tựa như là cột chống trời khổng lồ, và các chị em hướng dẫn du lịch thì cũng nói rằng đây là cái cột chống trời. Tất nhiên là trong suy nghĩ của chúng ta mà thôi. Ở cái khu trung tâm thì có một cái diện tích rất là rộng lớn và có rất nhiều những cái thứ mà rất là lạ. Nó giống như là một cái khu, một cái kho châu báu. Và ở đây thì do nó quy tụ rất là nhiều những cái tảng thạch nhũ lấp lánh giống như vàng bạc, kho báu ẩn giấu mình trong hang động, cho nên là được gọi cái khu này là cái khu châu báu. Thế mà không chỉ thế thì chúng ta còn bắt gặp những cái con suối nước chảy róc rách vào cái mùa cạn, nhưng mà dịp này thì nó đang chảy ầm ào như một là một cái thác, khiến âm thanh ở trong hang động này càng thêm là cảm thấy có cảm giác là hùng vĩ các bác. Thực tế thì các cái lối đi trong hang động có chỗ rộng số hẹp và có chỗ thì khiến du khách cảm thấy khó khăn. Có những chỗ vách đá hẹp chỉ có một người đi, hay là đang đi thế này thì có một cái tảng đá nó chắn ngang khiến người đi là phải cúi gập, thì đấy cũng là những cảm giác rất là khác lạ ở cái động Ngườm Ngao này. Bây giờ là đã bắt đầu chuẩn bị kết thúc cái tour khám phá trải nghiệm động Ngườm Ngao, tuyến gọi là du lịch khám phá. Bây giờ thì bắt đầu là ra phía ngoài qua một cái lối rất là hẹp, mọi người đều phải cúi như thế này. Đấy. Không có cái gì là dễ dàng cả. Không có gì là dễ dàng. Đi ra. Ở trên này, trên đầu có cái chữ Ngườm Ngao ấy. Ra đây mình ra cái cửa mà đấy, ở ngoài nhìn vào đấy, xuyên qua 3 ngọn núi. Như vậy là chúng tôi đã hoàn thành cái trải nghiệm qua động Ngườm Ngao, cái tuyến mới. Đây là cái tuyến mạo hiểm và thực sự là tôi đã khá nhiều lần lên đây và vào động Ngườm Ngao, nhưng mà mỗi cái chuyến đi thì nó lại có những cái cảm xúc rất là đặc biệt các bác ạ. Bác nào nghe nói thì ấy, nhưng mà cứ lên thì thực tế thì sẽ thấy. Chúc cả nhà mạnh khỏe, có những chuyến đi vui vẻ nha các bác nhá. Chúng tôi bắt đầu là kết thúc chuyến tham quan động Ngườm Ngao ở đây để tiếp tục những cái hành trình mới đây các bác. Cao bằng thân yêu ơi, nơi đây tôi đã rất khôn, những cánh đồng vàng xanh khắp trời. Trên đây toàn núi vơi, đôi không gian lặng tĩnh rất đôi nên thơ. Còn thêm nhiều thứ hay ho, là suối Lê Ninh, hàng bạc bó, Hà Quảng đó quê anh Kim Đồng. Tới Trùng Khánh nhớ ghé thác Bàn Rông, còn thời gian bao chu du động Ngườm Ngao. Và như vậy là những cái công đoạn cuối cùng của hành trình đã đang được thực hiện đây. Sau khi thay giày dép, trả đèn áo thì mọi người bắt đầu là chuẩn bị là rời cái khu vực động Ngườm Ngao để ra xe trở về thị trấn Co Sầu nghỉ tối nay tại thị trấn Trùng Khánh các bạn. Chú về đây Thúy ơi. Cứ thỉnh thoảng lại có dịp lại lên trên này. Tháng 10 này có sự kiện đấy hả? Có trung bình là vào tầm đầu tháng 10 thì sẽ có lễ hội thông khoảng năm. Cái điều đấy thì chú biết rồi, nhưng mà cơ bản là đoàn này một số
một số lại làm giáo viên, thành ra gì đấy là khó đi được. Thế thành ra là cũng có hy vọng là sẽ có dịp lên vào dịp lễ hội du lịch thác Bản Dốc. Bên Trung Quốc sẽ mở cái dịch vụ. Vâng, tại vì là hiện nay thì cái bên kia ấy, thống nhất đang ưu đãi cho mình là chúng ta sang bên kia là không mất vé, à, mà đang thử nghiệm. Còn bên họ sang bên này thì vẫn phải mất vé. Vé của họ thôi đúng không? Rồi, hy vọng là sẽ có dịp sẽ được trải nghiệm nhiều hơn. Cao bằng thân yêu.